Đấy, bên trong này còn bao nhiêu kẹo Hubba Bubba nhá. Bây giờ hai bạn thử mở ra xem, cho các bạn cùng xem nào. Wow, chào các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay tớ có một cái kẹo kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ này. Ôi, thèm quá. Ô, tiếng chân của ai đấy? Ô, chào hai bạn Lim Lạc. Hai bạn Lim Lạc ơi, tớ có một cái kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ này. Hai bạn Lim Lạc có muốn ăn cùng không? Hơi bị ngon đấy, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy. Đây bạn Lim ngồi vào đây. Bạn Lạc ngồi vào đây. Đấy, kẹo mút Hubba của tớ vị nho đây này, nó màu tím này, đẹp chưa? Bây giờ chúng mình bóc từng miếng ra ăn thử nhá. Đó, hai bạn ngồi yên đấy. Đây, bây giờ tớ sẽ mở ra từng miếng chúng ta cùng ăn nhá. Bạn Lạc ngồi vào đi. Đây, tôi sẽ bóc ra từng miếng để cho chúng mình ăn nhá. Đấy, wow, tôi sẽ xé đôi, xé đôi, xé đôi. Rồi bạn Lim này, bạn Lạc này, rồi tôi cũng ăn một miếng. Tôi ăn một miếng thật to to luôn. Đấy, tôi sẽ ăn cả miếng này nhá. Trời ơi, ngon quá. Ăn lớn không phải nghe. Ngon, ăn phải nghe nhá. Nghe kỹ vào. Ngon. Kẹo mút Hubba Bubba này. Còn mấy lớp nữa này các bạn ơi. Cái này mình sẽ để dành nhá. Ngon nhờ. Ngọt nhờ. Vị nho đấy. Hai bạn nhai kỹ vào nhá. Hai bạn có biết gì không? Bên trong cái kẹo mút Hubba này còn nhiều Hubba Bubba lắm. Tí nữa tớ mở ra cho các bạn xem nhá. Hơi bị nhiều Hubba Bubba hàm nhau đấy. Kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ nhá. Hai bạn không mua được đâu đâu, thì tớ mới có thôi. Tớ mua bên tận rồi, ở ngoài hành tinh đấy. Hai bạn có không? Không có đúng không? Sao ăn nhờ với tớ nhỉ? Trong nhà tớ chơi nhiều, tớ có nhiều đồ ăn, nhiều đồ chơi lắm. Đấy, các bạn ơi, các bạn cùng xem nhé. Bây giờ tớ sẽ mở bên trong cái hộp kẹo mút này còn bao nhiêu là kẹo nữa. Đây, chúng mình sẽ bóc cái lớp này ra nhá. Rồi, hai bạn ơi, hai bạn bóc hộp tớ cái lớp màu tím, xong rồi cho vào hộp đây cho tớ để dành nhá. Bóc xong cho vào đây để tớ để dành. Rồi. Đấy, tớ cho vào đây tớ để dành. Nên là tớ lại ăn. Rồi. Miếng dài thì đến miếng dài. Rồi. Đấy, đợi tí nhá. Để tớ cất cái này đi đã. Đấy, bên trong này còn bao nhiêu kẹo Hubba Bubba nhá. Bây giờ hai bạn thử mở ra xem, cho các bạn cùng xem nào. Úi dồi, đấy, thấy chưa? Kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ của tớ đấy. Bên trong còn dự trữ là bao nhiêu kẹo Hubba Bubba luôn nhá. Nhiều chưa? Các bạn có muốn biết cách làm kẹo mút Hubba Bubba không? Tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nhá. Các bạn ơi, các bạn cùng xem ba bạn tớ bây giờ sẽ làm kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ cho các bạn xem nhá. Chúng ta phải cần một cái kẹo mút khổng lồ này với cả nhiều kẹo Hubba Bubba nhá. Trước tiên thì chúng ta phải lau sạch cái này nè. Xong rồi mở nó ra. Cho kẹo Hubba Bubba vào. Đấy. Xong rồi đậy nắp vào. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ dùng đến cái kẹo Hubba Bubba màu tím này để cuốn xung quanh đây nhá. Kẹo màu tím này nó ướt nên là nó dính với cái này. Còn mấy kẹo màu hồng với màu đỏ nó khô lắm nên không dính được. Chúng ta sẽ dính với cái này, cái Hubba Bubba màu tím này nhá. Kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ đẹp chưa, xoay trong chóng này. Chiu.
Ôi hay chưa, hay chưa, hay chưa? Đẹp chưa? Đấy các bạn ơi, như vậy là video kẹo mút Hubba Bubba khổng lồ đến đây là hết rồi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like và hãy đăng ký kênh của hai bạn Lim Lạc nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt các bạn.